dao hái xong á, dao phải hái nén cái gốc nó lại cho nó chặt đó, thì nó tốt. Đó. Mà xanh, mà dao biết không, mình trồng á, thường thường á, mình cái lá nè, cái lá của thanh trồng á, rau nó ít khi bị sâu lắm, là nhờ cái mùi hương nè gắn trên đây nè. Cái này nè, mình bỏ mấy cái mùi hương á, mấy con bướm nó không có tới đây nó đẻ trứng. Cái oil essential hả? Ừ, chút nữa để thanh cho dao coi mấy cái chai đó, cái mùi hương á. Với lại dưới á, gốc á, mình bón mấy cái cinnamon á, với lại cà sát cà phê á, thì nó không bị ốc sên. Ốc sên nó hay lên nó ăn rau lắm. Ở đây mình á, mưa cái là nó lên á, giá nó bò lên chậu á, nó lên cây nó ăn dữ lắm. Bởi vì cái lá mà mình trồng được tốt như vậy á, là cũng cả một kỳ công á chứ. Cái này là loại khác rồi đúng không? Nó cũng giống nhưng mà có cây này đặc biệt thì nó hơi khác nè. Cái cây này nó ăn ngon lắm. Thấy nó mập mập như vậy mà luộc lên á, nó cái cọng nó ăn mềm cái này, xèo. Cái này có phải là cái loại, đâu có phải là cái loại muối dưa phải không? Không phải muối dưa. Cái này không phải là muối dưa. Mà sao thanh trồng á cùng hạt giống cùng một chỗ luôn mà sao mà nó ra cái cây này mới là ngộ quá chứ. Cái cây này giao thấy không, bẻ nó ngọt xớt à. Nó ngon lắm. Đây nè, đó, mỗi lần bạn Nhật Thanh tới là Nhật Thanh chỉ đưa cái bịch này thôi, hái đựng mới đủ. Chứ đó, hấp dẫn quá trời luôn. Hôm nay trời đẹp ghê. Dạ, yeah, trời rất là đẹp. Rau này quý vị thấy Nhật Thanh trồng á là kỵ ốc sên, kỵ sâu lắm. Bởi vì mình xài cái cinnamon á, mình vừa bón cho cây, mà vừa bón phân cho cây được tốt, mà vừa đuổi mấy con ốc sên đi nữa, mình không cần phải lo. Bao lâu thì thanh bỏ vô một lần? Thường thường á, cinnamon quế á, thì một tháng thanh bón một lần. Một tháng da à? Okay, một tháng. Okay. Thì mình cứ rắc rắc thì thường thường á, thì thanh rắc rắc lên trên đất á, bởi vì dao mà ngắt á, thấy cái gốc cây này nè, cái này nè, thấy cam cam á, đó là cinnamon nó dính á, ở dưới. Nhưng mà thường thường mình rắc phân á, mình rắc buổi chiều xong mình tưới á, thì cây nó tốt hơn. Mình đừng có rắc buổi sáng, tại vì nhiều khi gặp trưa nó nắng nó tốt, không có tốt cho cây. Mùa nào rắc cũng được hả? Mùa nào cũng rắc được hết nha. Cinnamon mình rắc cho cây ăn trái hay là mình rắc cho rau gì cũng đều tốt hết trơn. Mấy cái lá vàng á dao bỏ đi lấy làm chi, về nhà soạn nó ra làm phân nữa. Dạ, nhìn rau hấp dẫn dễ sợ luôn á. Rồi, cái rau này gì thấy thương không? Dạ, đây nè, chút nữa dao muốn ăn thì hái mấy cây rau húng lủi luôn, cắt về. Bên kia là... Đây là cần nước, bên đây là cần nước. Trời ơi, là dao tỉa ít đó, chứ không thôi hái nữa. Rồi, nhưng mà thôi, đi. Để rồi, hái rau khác đi, chứ cái rau này nãy giờ quá trời luôn. Bọc lên đi. Dạ. Yeah. Cải này là cải thảo, cải này là Chinese cabbage. Dao tới đây bẻ rau thanh còn cảm ơn nữa. Giống như tại ăn không hết á, cái để lâu á nó không có ngon, còn ngon nữa. Bởi có người ăn phụ mừng lắm. Nha. Yeah. Cái này mà dao càng hái thì nó không thành cái búp, nó càng ngày nó càng xòe. Nhưng mà khi mà dao mà không hái á, nó thành cái búp giống như ngoài chợ mình mua cải thảo mình làm kim chi vậy đó. Oh, really? Yeah. Là cái này là cải kim chi á hả? Dạ. Yeah. Cái này về mình muốn làm kim chi mình làm cái kim này chi. Là hái về cho bà ngoại làm kim chi. Mình ăn sống cũng được. Cái này nè. Bởi vì cái này nè, thanh không hái nó sẽ thành cái búp nè. Mà mình càng hái á thì nó không thành cái búp, mà lâu lâu thanh hay lấy cái tay vậy nè, cho nó đừng có thành cái búp, tại vì nếu mà nó không thành cái búp thì mình ăn lâu hơn, mình ăn được nửa năm luôn. Cái cây này ăn được nửa năm luôn đó. Nửa năm luôn hả? Dạ. Yeah. Bởi vì bây giờ dao mà trồng á, về dao trồng á là dao ăn tới qua tới mùa đông luôn á, tới tháng 3 luôn mới hết. Còn thí dụ bây giờ mình bứng nguyên cái cây về mình trồng được không?
thì được. Nó có quớt không hay là mình được. Phải gieo hộp từ từ lúc nó nhỏ được không sao hết trơn á. Tính bấn mình những cây luôn tôi luôn á bà. Cho nó tính gọn. Cho nó gọn luôn khỏi mẹ. Bà tính bấn nguyên cái cây luôn á trời ơi. Nè giao được giao bấn vừa thôi còn nhiều lắm bên kia nữa. Chứ cứ hái đi cứ tỉa sơ xong rồi cái cỡ như đây là để cái này về lại cho bà ngoại làm kim chi nha. Bà ngoại hay làm kim chi. Hôm nay á thì Nhật Thanh chỉ đi theo bạn mình á quay phim. Bạn hái rau thì Thanh quay. Dao nhìn cái búp á thì bẻ lẹ hơn thì nó đứng yên á mình bẻ dễ hơn. Còn mình vịn ở trên không á thì nó lung lay á mình khó bấn. À, được huấn luyện nãy giờ bẻ được nó cũng nhanh nhanh tay được chút rồi đó. Thì đó Thanh nói qua đây chỉ dừng Thanh hứng thôi bẻ rau làm này kia là một ngày là xong rồi. Mà nhớ nha theo dõi YouTube của tôi nha. Theo dõi. Nãy giờ là thấy điệu nhẹ hơn được chút đỉnh rồi đó. Dạ. Yeah. Nhìn trồng thấy ham lắm. Ừ. Cha biết không? Mình trồng như vậy đó, một tuần sau nó lên y chang vậy luôn á. Vậy đó hả? Bởi vì nó lẻ lắm, nó lẻ lắm. Bởi vì Thanh không có kịp. Thanh hái cho hoài, cho người này người kia hái cho. Chứ ngày nào cũng ăn vậy chắc mình xanh mặt luôn á. Tại vì Thanh trồng nhiều, thứ nhất là thích, thứ hai là mình để quay phim cho vườn có cây này cây kia đó. Nên mình trồng nhiều vậy chứ ha, cái cây này chừng trồng 5-6 cây là ăn không kịp luôn á. Nè mấy cái bẹ lớn nè giao về làm kim chi á, ngon lắm á. Khi mà giao trồng á nó thành búp á mình tách nó ra như nè để cho đừng thành búp. Nó thành búp á thì mình ăn ít, mà nó mình làm vậy thì mình ăn hoài nó lâu hơn. Nè bên đây nữa nè, giao bên đây nhiều lắm, thôi mình ngưng chỗ này đi. Ok, giao cần bao nữa không, lấy thêm bao chứ hả? Dạ như bao này như đây đâu có đủ. Thì anh có thì anh để. Dạ giờ là để cho Giao hái chứ Thanh không có hái nữa. Mà hái cái này vui tai lắm chứ, nhiều khi như Thanh ngồi Thanh hái á. Yeah, hái vui tai lắm. Trời nó chứ trồng rau vậy chứ mà mỗi lần mà cực mình à, nhổ cỏ đó cũng cực lắm chứ không phải giỡn chơi đâu. Mình phải ha, nhổ cỏ, bón phân, làm đủ thứ hết. Chứ nhiều khi mình thấy cái vườn sạch vậy, nhiều khi mình thấy đơn giản vậy chứ làm đủ thứ chuyện hết trơn á đó. Phải kiên nhẫn. Nha, bên đây nữa này nha. Nhìn thấy rau mà Thanh thấy mê luôn à. Quá trời luôn. Nè, dạ thấy không, cái này nó muốn thành búp rồi nè. Bởi vì khi mà mình ăn á, mình cắt á, thì mình banh cái chánh giữa ra, banh cái ruột này nè, mình mở nó ra để nó thành búp nè. Này nó muốn thành búp rồi nè. Ừ, à, Thanh trồng á sẵn làm thẩm mỹ như là mình làm cây cảnh mình trồng cho nó đẹp á. Chứ cái tật mình mà trồng tùm lum trồng không được. Trồng xong mình làm cảnh luôn để mình ngắm. Nè, quá trời luôn đó. Giao cứ hái mang về. Nó có mấy cây con á, chút nữa để Thanh á cho dao. Cho dao chồng. Dạ. Ăn mùa hè không? Ăn tới tháng 3 tháng bắt đầu mình gieo nó được. Tới vừa hết hè tháng 9 mình gieo nó được rồi. Dạ. Yeah. Tháng 9 mình gieo thì khi nào mình có ăn được? Phải một tháng không? Cái nếu mà mình trồng heo là một tháng không? Thì không, mình gieo nó lớn thì khoảng tháng 9 mình gieo thì khoảng tháng giữa tháng 10 á mình ăn được rồi. Vậy đó, không thôi á, cuối tháng giữa tháng 8 mình gieo cũng được. Bắt đầu nó vô mùa thu nha. Nha, nó chịu lạnh, cây này nó chịu lạnh. Cây này búp nè, búp nè. Dạ.
dao hái xong á, dao mở cái chánh giữa ra để cho nó đừng có thành búp. Nó thành búp thì mình ăn lâu hơn, nó giống như là mình mau hết hơn. Giống như nó thành búp mình phải hái rồi. Nó dao nha, khi nó thành búp rồi á, mình chỉ cho cách dao ăn được lâu nữa. Thành búp thôi mình cắt ngang, mình cắt ngang nhưng mình chừa một khúc lên như nè, để cho lá nó mọc tiếp nữa nha. Và khi nào, tại vì thường thường hè trời bắt đầu nóng á, nha, trời mà nóng á, nha, trời mà nó càng nóng á nó càng mau ra bông, mà trời lạnh á thì nó ít ra bông lắm. Nhìn thấy ham á, quá trời quá đất luôn. Mấy cái này nè, dao làm kim chi nó mới ngon, cái bẻ nó bự á. Mấy cái này nè, bên này thối bộ lớn nhiều hơn bên kia ha. Cái kia Thanh mới hái, còn cái này thì mình không hái thì nó lớn đó. Cái này cũng giống như mình ăn nguyên cái cải thảo rồi còn gì nữa. Dạ nè, tắt nó ra nè. Không? Da, da mở rồi. Nó ra thì nó thành cái lá, nó không thành cái búp. Đây cũng búp rồi nè. Dạ. Yeah. Cái này là organic không phải không Thanh? Dạ, yeah. Thanh trồng rau là bón toàn là phân thiên nhiên không mà. Nào quế, nào sữa, nó ăn quế, ăn sữa, ăn phân cá. Nó không có ăn cái gì. Vậy là cái này là rau hai lá chứ đúng không? Dạ. Yeah. Đó. Bỏ vô đầy cái bịch đó rồi, bịch này là bịch thứ 3 rồi phải không? Cái kia nó là bịch thứ 4 rồi. Một bịch rau phát trôi nha. Nha. Vô đây được chưa? Vậy đó, hả? Vậy nè, không phải, dao cắt á. Này là để dài quá, để cho nó ngắn xuống. Vậy, cắt khoảng như nè. Đó, ngắn nữa hả? Ờ ngắn cỡ đó đó là được rồi. Okay. Để cho nó mọc cây mới lên cái đó, bỏ vô làm phân luôn đi. Bỏ đây hả? Dạ kệ đi, bỏ đại đi. Đó. Bà ngồi xuống lên chút nữa bà đứng lên rồi được. Nè, đó. Vậy đó hả? Ừ, dao cắt múc ra muống rau gì cũng vậy á. Dao chừa một khúc như vậy á thì để cho nó mọc lên. Cái này á mà mình trồng vườn á xong cái mình ra mình hái chừng một bụ là có một nồi canh rồi. Nha. Đúng không? Đúng rồi. Mà rau này trồng dễ không? Dễ. Nó, những cái gì mà Thanh trồng trong cái vườn này đều chịu mùa đông hết. Coi như là mùa nào là rau đó đúng dạ, không? Dạ, mùa nào rau đó. Chứ mùa này á mình trồng rau mấy cái rau kia nó đâu có chịu nổi. Mà mấy cái rau này mình trồng mùa hè nó cũng không có tốt nữa. Đúng rồi, nó eo uột. Nó bởi vì mùa nào mình trồng rau đó. Mùa hè mình trồng rau gì? Rau muống, mấy cái rau thường thường bên Việt Nam mình hay ăn á thì mình trồng. Thanh có trồng rau muống không? Có chứ. Nhưng mà mùa này đâu có trồng được. Mùa này á, nếu trồng được, nếu mà mình có nhà trồng cây thì cái, mình cây trồng. Cây này cây non do không có cắt nha. Cái cắt đi không sao hết, cắt cứ cắt đi để cho nó lên cho nó đây đều á. Cắt luôn hả? Dạ cắt đi. Cắt cái tiết. Cái tiết. Dạ. Cắt cho nó đều hết. Hả? À dạ, trời ơi cái này mà nó lẩu là ngon biết mấy. Lẩu. Mùa này lạnh ăn lẩu nữa, dễ nữa. Dạ, dao hay lẩu mà lẩu cái gì lẩu lẩu đầu biển hả? Lẩu dê. Lẩu dê hả? Trời. Ừ, sao trước giờ tôi chưa ăn lẩu dê nha. Dạ, bữa nào lên nhà tôi nấu lẩu dê cho ăn. Vậy à. Ăn cà ri dê thì có chứ lẩu dê chưa ăn lẩu dê á. Cà ri dê lẩu dê cho ăn. Trời ơi. Để lên trên á. Hai bịch rồi nha bà con. Hai bịch rau, một bịch nha đam. Giờ lấy bịch kia đi hái rau khác nữa. Hái hoa hồng. Thanh mới trồng á mà nó lên tốt như vậy đó. Cải hoa hồng hả? Cải hoa hồng cũng bên, giống như vậy luôn hả? Cải Mỹ á thì người ta gọi là cây này là cây phát xôi. Nhưng mà Việt Nam mình gọi là cải hoa hồng. Ủa hồi nãy cũng là phát xôi mà bác no, cái kia là phát, phát chứ phi đầu. Món này là thác xôi nha. Thác sao thi. Nha, thi. Giống giống nhau. Hồi xưa Thanh cũng đâu có phân biệt được rau gì đâu. Tại vì trồng cây riết nghề dạy nghề thôi. Chứ hồi xưa Thanh cũng dở lắm, cũng không biết gì hết trơn.
cây này thì mình hái cẩn thận vì nó cái cọng nó yếu á. Bởi vì dao bẻ từ từ, đừng có bẻ một lượt cái nó gãy hết mấy cọng nó hết ngon. Này chịu khó bẻ từ từ. Cây này có bộ hơi. Chứ mình lấy kéo mình cắt cho nó ăn. Ừ, lấy kéo cắt đi. À, lấy kéo cắt đi nha. Nha. Tại vì cái này nó yếu quá, à, sợ bẻ bẻ. Đây. Được chưa? Vậy được chưa? Dạ. Yeah. Dạ muốn hái tới nhiều thấy ngưng được thì ngưng. Thôi để cho nó ấy đi. Dạ. Còn bên đây. Đó. Mấy cái chậu này á là mình mới trồng hết trơn á. Mới trồng hết. Bao nhiêu đất cho này cho nó đủ ta? Một thùng như vậy á nha, gần 3 bịch đất nha vào chứ không phải ít đâu. 3 bịch đất nhiều lắm á chứ. Yeah. Tính ra 3 bịch đất á, nếu mà bỏ potting mix xong á là 30 mấy đồng một thùng á. Mình đất mình là potting mix hả? Cái này á Thanh xài vừa potting mix với lại garden soil. Là mix together. Dạ. Yeah. Okay. Tại vì xài potting mix xong cũng không tốt. Yeah. Rồi cái đó nó nhỏ. À. Thôi mình vô trong nhà trồng cây đi, ở trong đó nhiều lắm. Mở nhà trồng cây lên rồi đi vô. Trong đây hầm dữ lắm, nóng á. Dạ. Trong đây có cây thiên lý, hoa thiên lý. Đây là củ cải. Củ cải da đó, củ cải nè. Trời ơi, gần một tuần nay á Thanh đâu có ra tưới nước nữa, nó muốn vàng rồi. Nè. Đó, cây y chang đó. Thanh trồng lá mơ, trời trong đây giao thấy hửi thấy mùi hoa thiên lý không? Ừ. Mùi thơm nồng á là cái bông này nè, đó. Ừ. Đây là cây thiên lý trên đây nè. Cái này chanh dây đúng không? Một tuần nay là Thanh không có vô đây tưới cây á, tại vì bệnh á không có vô trong đây tưới. Mưa nhưng mà nữa. Mưa ngày không, mưa thì ở ngoài thôi, nó đâu có vô nhà trong cây mình đâu. Ý giờ nói nước mưa nó có thấm xuống đây không? Không, không có, không có. Cái này chút quá. Nữa Thanh phải tưới. Trời ơi, bữa Thanh mới hái rau này mà sao nay nó lên lẹ ghê chứ. Nhìn hái rau thấy ham quá quý vị. Bạn ha, mình hái giờ mình còn mừng nữa, hái để lên đợt mới. Chứ đợt cũ cứ mình để hoài á, cái cây nó mọc cũng không có tốt. Cái lá nào vàng về giao bỏ đi. Lặt á. Giờ cứ bỏ vô trong đó đi. Cái này là hái phí nè, gãy nè. Vậy à, bởi vì Thanh nó chứ hái á, mình vịn cái cây á thì nó không có gãy cái nhánh. Đó đây nè. Giao hái đi giao. Ví dụ giao bứt cái gốc này giao về giao chầm được không? Được. Mà sao giao chầm lại không? Nó cái này dễ lắm, mình chỉ cần rải hạt á là nó lên nè. Ôi giao rải hoài nó lên nó chết ngắt. Không có tay trồng. Cái này á sợ giao bứng cái gốc này về giao về trồng á sợ nó già. Tại vì nó cái này nó cũng lâu rồi. Thôi để đưa hạt đi. Để đưa hạt á. Thôi hái ngồi về ăn thôi. Dạ. Yeah. Hái về ăn. Hái về ăn. Cái còn cắt á, giống như mình nãy mình cắt cái rau sát sát gốc phải không? Mình chừa một khúc lên giống như nãy mình hái bên kia đó. Mình cắt như vậy á thì để cho nó mọc. Dạ. Mình thao nó cũng mắc. Nói chứ ngọ mình cũng ít ăn lắm. Nhiều khi phải tùy món nữa chứ. Nhưng mà ăn sống cũng được. Ăn sống với thịt kho hay là cái gì cũng được. Bỏ vô rau sống đó. Dạ. Yeah. Chắc đủ rồi hả? Dạ, tùy giao hái thôi. Rau này là cải thảo giống như hồi nãy giờ mình hái á. Bên đây nè. Đó. Nó mọc xòe ra đó. Cái chỗ này mình chưa có lặt. Nó đẹp ghê luôn. Nó gai hả? Gai á, đâu có đâu. Nó gai nè.
cái gai gai nè. Đâu? Nó để thanh sờ thử coi. Đúng không? Nó cũng vậy thôi, nhưng mà cái này á, tại vì những cái này là cái lá nó mới mọc, nó vậy á. Còn cái kia á, là cái cây nó già rồi, mình hái nhiều lần rồi. Cái này mới già rồi. Già, cái này mình mới trồng á. Nó chưa có bút nè. Dạ. Cái này là cải thảo làm kim chi á, phải không? Dạ, dạ. Cái này về á, mình nấu canh, mình xào. Còn mấy cái kia thì cái bẹ nó bự á, thì mình làm kim chi. Vậy đó. Hái mệt chưa Giao? Mệt rồi đó. Mệt thiệt chưa không? Chóng mặt rồi đó. Chóng mặt thiệt luôn rồi hả? Miếng xong về chia cho mỗi người miếng. Dạ. Chứ mình ăn một hết. Dạ. Nhiều quá luôn á. Có bao giờ mà rau mà hả ba hái cả bịch. Nở ra nè, dạ. Lúc nó mới mọc nó đẹp lắm, nó như cái bông vậy, nó xòe ra. Nhưng mà ý là nó mấy con đó thì khi mà cinnamon vô là nó chết hả? Nó đi hả? Nó đi. Nó không có chịu được cái mùi cinnamon đâu. Hôm nay á là bạn mình á, giống như là gọi là gì, thanh lý, đúng rồi, thanh lý cái vườn rau giùm cho mình. Mình cảm ơn rất là nhiều luôn, cái này là không giận luôn á, mà còn cảm ơn nữa chứ. Ăn giùm mình là mình vui. Cái mía đó đó Thành. Yeah. Là ăn được chưa? Được rồi. Nhưng mà nếu mà về mình trồng á, thì mình đừng có cắt ăn, mình để mình làm giống. Nếu mà ăn mình ăn lấy khúc mình ăn thử thôi. Nha. Yeah. Còn như mình để mình trồng đi. Không biết cái đất không mà trồng nữa đó. Thấy thì ham lắm không có đất. Mang túi ba gan xong nhớ mốt chải vàng cho tôi nha. Có vàng đựng sao mà đầy cái bịch đó, cảm ơn. Mà đựng chừng khoảng 1/4 cái bịch này không là mình mừng lắm rồi. Kiệu ở nhà ấy đó. Để nè Giao á, bứng kiệu dưới đó đi nha. Mà bứng lên thử coi nó bự không, hay là còn nhỏ, hay là Giao muốn nó bự hơn. Thấy vậy á, nhưng mà thấy vậy á, nhưng mà khi mình rửa mình mới biết củ bự hay nhỏ. À, tại nó dính đất. Lấy nước thử rửa coi. Dạ, anh cái này á, Thanh mới trồng á, bởi vậy á, không biết nó bự hay không, nhưng mà thấy vậy chứ khi mình rửa ra củ bự lắm. Cứ bứng lên đi xong rồi à. Thanh cho hỏi nè, thí dụ như bây giờ mình trồng cái cây vậy, xong mình trồng những cái cây xung quanh, thì những cái cây này nó có ăn cái chất của cái cây bữa này không? Tại vì Giao nghe nói á, là thí dụ như mình trồng cái cây, thí dụ như cây bữa này đi, là mình trồng thêm những cái cây rau xung quanh, thì những cái cây này nó sẽ hút những cái chất dinh dưỡng làm cho cái cây này nó không có lên. Đâu có đâu. Giờ thấy cái cây này nó bự không? À. Là tại vì khi mà mình bón cho những cái này á, là hai cây nó đều ăn chung với nhau hết trơn đó. Để khi mình tưới những cái này nè, cái rau á thì nó ăn, Giao biết không? Cái rau á thì nó ăn cái phần trên thôi. Nhưng mà cái phân khi mình tưới nó sẽ thấm xuống dưới đất, thì cái cây ăn trái của mình nó sẽ ăn. Cái cây này nó ăn phân trên bề mặt, nhưng mà cái cây ăn trái mình nó sẽ ăn phân ở dưới độ sâu. Tại khi mình tưới nước nó đi xuống dưới thì cái cây ăn trái của mình nó sẽ hưởng. Bởi vậy không có sao hết. Cây này là cây cỏ. Cây cỏ, ừ. Giờ làm xong rồi sẵn á, nhổ cỏ luôn giùm tôi luôn đi. Nhớ cho cây tôi nó sạch. Bấn củ kiệu lên. Đó nghe nè, rồi nếu mà Giao về Giao trồng thì Giao cứ dăm nó xuống vậy thôi hả? Hay là Giao cần phải cắt cái bỏ cái này đi? Cắt mình cắt bỏ cái lá chỗ này nè, mình cắt bỏ đi. Okay. Rồi bên đây mình tắt ra mình trồng. Okay. Thì mình trồng thưa thưa. Cái chỗ này xưa Thanh trồng chừng khoảng 13 củ, mà bây giờ nó nhiêu đây á? 13 củ hả? Tách ra hả? Thì có 13 củ, xung quanh đây chỉ có 13 củ thôi mà bây giờ nó lên bụi vậy hả? Bụi vậy nè.
Trời ơi, anh hái mà không để cho em quay phim vậy trời. Anh hái mà anh không cho quay phim vậy. Trời, cho bứng sao mà nó... Cái này là cỏ, cái này là cỏ. Còn gốc bên đây nè. Đó, mình bứng lên. Cái này là bông phải không? Phải bông phải không? Đây là bông của củ kiệu, đúng rồi. Đó, bứng lên đi. Củ này nè, mình nghĩ chắc nó còn nhỏ. Nhưng mà kệ đi. Củ nhỏ ăn nó ngon hơn á. Thanh thấy thích ăn củ nhỏ nhỏ vừa vừa. Mấy lần trước á, trồng bự quá, ăn nó ớn lắm. Nè, củ này bự nè. Dạ. Củ này trồng được ha. Ừ. Bự về trồng được. Đất này hôm bữa là tôi hái coi mấy rổ á, gửi đi rồi. Bây giờ còn á, để cho Giao hái. Đất này là mình ăn thôi chứ mình làm gì? Này tắc ngọt mình ăn thôi chứ đâu có làm gì. Nó đâu có nước nhiều như tắc kia. Này chút nữa hái lên xe cho Vi ăn. Thành vô đây. Thành bứng bông nè. Ồ, Thành khum xuống không nổi, cái lưng mình bị đà thôi. Dạ, bứng giùm đi. Bứng nào cũng được. Để Thành chỉ cho cái nó, mình biết cái màu nó khác nhau. Như cái này nè, mình lựa cây nhỏ thì cái củ nó nhỏ, mà cây bự thì cái củ nó bự. Bự cây nhỏ thôi. Nè, dao khum xuống cứ bấn đại đi. Cái này bấn lên. Cây này bự. Dạ. Cây này bự. Kệ nó đi, cứ bấn lên. Bấn đại đi. Cây nhỏ rồi á. Nó ăn thua tùy bông, không phải cái cây đó là màu trắng. Cái này là màu đỏ. Cái này màu đỏ hả? Dạ. Sao biết nhìn ra hay vậy? Tại vì mình trồng á, cái khum khum á, mình quen mắt rồi. Cái này đó, này là cái, màu đỏ trời hả? Ơi cái củ nhìn thấy ham luôn không, trời bự dễ sợ nè. À, đó rồi quăng ra ngoài này, cái nào rồi nè, cứ bấn đi Giao, có việc bấn đại màu đi. Trắng, màu trắng là cái cây chánh giữa đây nè. Có nhưng mà lấy rồi còn giống màu trắng không, thì cứ bấn một cụ, lấy một cụ đó thôi. Đem màu trắng Thanh cũng mới trồng đó. Nè, cái củ nó nhỏ, nó mới trồng vậy đó. Cái gốc này đi, cái bông này á, nó là cái màu trắng hồng đỏ ở trong đây nè. Trong gốc này hả? Ừ. Trong gốc này phải không? Ừ. Rồi đó. Dạ. Ok. Đó. Này. Đó, củ đó. Uh-huh. Cứ bứng vài củ đi, cứ bứng xung quanh vài củ về trồng, chứ bứng có mới có 3 củ à. Cho tỉa cái phần nào cho nó gọn. Ở phía trước á. Ở phía trước trồng rất là nhiều. Uh-huh. Muốn bứng ở trong gốc đó đó. Ừ. Trong gốc đó đó. Cái này á mà nó ra nguyên một thấy bông nó mới đẹp. Dạ, yeah. Trồng nhiều á. Dạ, nhiều. Cái này á lúc đầu á Thanh trồng chỉ có 6 củ thôi, mà bây giờ á xung quanh nhà trồng mấy trăm củ luôn, tại vì á mình phải trồng thời gian á. Nhưng mà cái này mùa đông á, mùa hè á là mình có cách giữ hay là nó cứ vậy? Cứ để đi cho nó lá, giống như mình để như Thanh nè, mọc cho để cho nó xanh tươi cho nó đẹp. Mùa hè nó cũng không chết. Mùa hè nó không chết, tự tưới thì nó. Tại vì Giao thấy ngoài chợ nó bán, nó cắt củ tỉa gọn sạch sẽ. Tại vì ngoài tiệm khác, mình ở nhà mình trồng, mình để cho cái lá này. Vô đây nè, Giao đem cái cây lá dứa này về trồng. Ok, cho Giao cái cây bự đem về trồng để cho nó ra cây con ha. Cây này nè, lấy cái chậu bự này nè, đó, khinh cái chậu này ra. Nó có cây con ở dưới gốc á, về á, mình chăm sóc, nó sẽ lên. Nha. Yeah. Cái kỹ tử. Cho Giao cây kỹ tử này nè, nó đang ra trái. Nè, cây kỹ tử đang ra trái nè, cái cây này nè. Cho nhỏ này đi, cho cây bự đó chị. Thôi, cây lấy cây bự đi. Nè. Nè, lấy cây bự nè. Khinh cái cây đó ra. Lấy cây bự đi, đừng lấy cái cây nhỏ. Cũng nhẹ lắm ạ. Vì cây lá dứa này bự á, nửa tương lai mà nó cao quá đó. Nó cao quá mà dưới gốc đây nó mọc rễ á. Nó mọc rễ ra nhiều á. Thì Giao cắt ngang, Giao trồng xuống. Ý Giao nói là khi Giao cắt ngang nó không có rễ rồi trồng nó chết sao? Chết, nó chết. Khi nào mình muốn trồng á, nó phải mọc rễ trên đây nó nhiều. Rồi mình cắt ngang á. Thì có rễ đúng không? Dạ, nó khi có rễ giống vậy nè. Oh. Nhưng mà khi mình cắt á, mình đừng bao giờ đụng ngay cái những cái đầu rễ để trơn. Mình đụng là nó sẽ không có tốt, nó không có mọc. Mình đừng có đụng mấy cái đầu rễ này. Mà khi nó trên thân này nó mọc nhiều cái rễ này nè. Nó mọc dài xuống á thì mình có nó cao quá mình cắt ngang mình ghim xuống. Nha. Yeah.
là đổi cây lá dứa lớn lấy ba cây con trồng nó dễ hơn cái kia kia nó cao nó gồ ghề quá. Lấy ba cây con gì trồng. Cô chú anh chị các bạn có một ngày vui vẻ nha. Bye bye, bye bye mọi người nha.